chăm chỉ, nhưng tài chính của bạn không phát triển, không đủ đầy, thì video này dành cho bạn. Đó là bạn có thể áp dụng cách thức cực kỳ đơn giản này để kiếm được nhiều tiền hơn trong cuộc sống. Mỗi ngày bạn hãy lặp lại hoặc nghĩ đến những điều này trong tâm trí. Và hai thời điểm vàng, đó là buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng vừa thức dậy. Bạn hãy lặp lại cùng tôi những câu nói như sau: tôi muốn có tiền, tôi thích có tiền, tôi sẽ dùng tiền một cách khôn ngoan, sinh lời và đúng đắn. Tiền bạc có thể xoay vòng không ngừng trong cuộc sống của tôi. Tôi vui vẻ tiêu tiền và tiền lại sinh sôi kỳ diệu khi trở vào túi tôi. Tiền là hữu ích và cần thiết. Tiền với tôi là nguồn mạch để có thể trở nên giàu có. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp, nên tôi hài lòng vì những điều tuyệt vời và sự giàu có trong tâm hồn mình. Và bạn đừng bao giờ nói của cải là bất nhân hoặc bạn xem thường tiền bạc, vì bạn sẽ không thể có được bất cứ thứ gì mà bạn lên án hay xem nhẹ bạn nhé. Khi bạn thực sự nghiêm túc thực hành phương pháp này thì chắc chắn rằng cuộc sống của bạn sẽ